con chỉ xin chào quý vị các bạn. Để coi giải bóng đá cái giải bóng Bia cái sơ kỳ mùa hè năm 2021 ra từ ngày 28 ra ngày 21 này. Hôm nay sẽ tiếp tục với trận đấu chứng kiến hơn nữa. Việt Nam Nation Digital Center đối đầu với HTV trên Nosi and Media Savai. Chúng ta sẽ đến từ Bắc xuống Nam thôi. Này là Việt Nam sẽ đi đấu sân nhà. Thủ đầu là HTV. Các bạn mà biết ở ngoài thì có mưa đúng không? Trời đã mưa to trong những ngày tháng ăn được rỡ tháng 8 rồi. Sau đây giữa chủ nhà của mình thì đôi thế chắc và nhà tôi họ đã đầu với đăng lên trái tim say hết say hết là đăng nhập còn hết trái tim say hết là đăng nhập trái tim sẽ là số nói tiếng Anh là thú vị và lý do là chị đăng ký và đã lên sóng 1-5 sau khi chương trình sinh trải phố kết thúc chương trình đã đi tới một năm mới phát sóng giờ là 20 giờ thứ hai thứ sáu bắt đầu từ ngày 2 tháng 8 2021 thì ngày giải đi ra mình đi ra cũng thời điểm này rồi nói giữa đang một trái tim và chủ nhà của mình như thế đã sẵn sàng cho tụi kia là một trận đấu chiều rồi là ghi điểm số 2 rồi và đang được chơi team có 1 điểm chương trình cho là chương trình thành phố chương trình phối hợp cùng với công ty của bạn truyền thông Sun Ra Media với thời gian phát sóng liên tục 22 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7 chương trình đã nói lời chia tay đó là chương trình cho cái mục tiêu sau 5 mùa chúng ta tiếp tục với đội chủ nhà của mình đi đâu thế xem về Bia vui thôi tiếng Anh rất là tuyệt vời quá dễ dàng một điểm nữa cho họ thôi thì vô thế nó là căng thẳng chưa có điểm số 2 ok
Rất tuyệt vời, kỷ lục là 3 điểm cái bó này. Còn bây giờ một tiếng dừng cho giải bia trong sự việc mùa hè năm nay. Mùa hè các bạn nên ở nhà làm gì và ở nhà theo dõi chương trình đọc sách nhé. Ok, 4 điểm rồi, không tiến được luôn. Gọi điều anh nhớ luôn. Wait. Tiếp tục. Không ngờ luôn. Chứ như thế này làm thôi thôi. Vì vậy à mẹ năng đó thì xuống chế độ á. Sẽ nhớ là chỉ một điểm rồi à. Trời. Kỷ lục 5 điểm luôn. Quá dài. Quá đa cơ luôn. Biết sao được đây. Tại vì nhà Việt Nam rất là nhanh chóng rồi. Nên do có 5 điểm. Thank you.
qua từ đó thì chị em tại vì cái gì chưa cũng là qua vậy rồi rồi để qua
Trời nắng tên rồi, rất tuyệt vời luôn.